Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ơi, miếng bản đồ này khiến Nguyên vực của ta lấy rồi nhé. Trời ơi, thật không ngờ Chu Nguyên này lại mạnh như vậy. 2,3 tỷ. Đây có lẽ là loại bí pháp nào đó kích phát tiềm lực. Nội tình nguyên khí thật sự là có lẽ là tầm 1,7 tỷ. Chu Nguyên, ở trong cổ nguyên thiên này, chính là lúc ta vượt qua ngươi. Chu Nguyên, ngươi đúng là to gan thật. Vương Huyền Dương, ngươi dám? Hai nhân vật nổi tiếng đánh nhau rồi. Hai người đều đã đạt đến 2,5 tỷ nội tình nguyên khí rồi. Ngươi quả nhiên là cùng nhau ra tay. Chu Nguyên, hãy thử thực lực thật sự của Vương Huyền Dương này. Chu Nguyên não nguyên, Chu Nguyên nguyên não. Danh tiếng của ngươi cũng đã đủ rồi. Nếu như vẫn chưa chơi đủ, Lê Chú, nhân vật số 1 của Yêu Khôi Vực. Thế thì ta sẽ chơi đến cùng với người. Lê Chú cũng ra tay rồi, hai đấu hai, muốn đánh một trận lớn luôn hay sao? Thật sự là phải động tay hay sao? Sứ tỷ, tỷ cược thua rồi nhé. Chơi thua thì phải chịu thôi. Biết rồi, biết rồi. Một luồng nguyên khí tuyết trắng lạnh lẽo bay ra, chiếm cứ phía trước của Lê Chú. Là Đông Diệp, Tử Tiêu Vực cũng nhúng tay vào rồi. Hai vực của các người dự định trực tiếp khai chiến ở đây hay sao? Chuyện lớn mà chúng ta đến đây cũng không quản nữa hay sao? Người dẫn đầu của các vực khác cũng lần lượt ra tay. Đem Vương Huyền Dương và Tần Niên hai người tách ra. Tên này lần nào cũng nhắm vào Thiên Uyên vực, phải cố gắng cắt đứt cái phiền phức này. Nhưng mà tên đó cũng che giấu rất kỹ. Cho dù là bắt tay với Tần Niên, có lẽ cũng không thể nào chém chết hắn. Hy vọng khoảng thời gian tiếp theo này có thể lấy được nhiều tổ khí kỳ bảo hơn. Nếu như Ngân Ảnh có thể hoàn thành biến thoái, có lẽ sẽ nắm giữ được khá nhiều. Tiếp theo mọi người lại triển khai tìm kiếm tổ khí chi mạch nhiều lần. Một tháng sau, khoảng thời gian này cũng tiến triển không tệ, nội tình của nguyên khí đã đạt đến 1,95 tỷ. Nhưng mà thu hoạch tuyệt nhất vẫn là những cái này, 25 viên tổ khí kỳ bảo. Chu Nguyên đem kỳ bảo chia ra cho hai tiểu tổ tông. Thiên Nguyên Bút lấy được 15 viên, Ngân Ảnh phân được 10 viên. Phân biệt phủ và bắt đầu luyện hóa. Nửa ngày sau đã luyện hóa xong, Thiên Nguyên Bút vẫn không có thay đổi quá lớn. Muốn thức tỉnh tám văn này quả nhiên là không dễ dàng gì. Nhưng mà Ngân Ảnh hình như nào đã biến lớn hơn rồi. Có xuất hiện hoa văn cổ lão mờ ảo.